Quý vị, xin chào mừng quý vị đến với sự khởi đầu. Đó là buổi thứ hai với đề tài Trái đất bao nhiêu tuổi? Trái đất, một quả địa cầu nhỏ bé mà chúng ta đang ngồi trên đó ngay lúc này đây. Trái đất đang quay quanh mặt trời. Vậy thì Trái đất quay quanh mặt trời bao lâu rồi? Đó là lý do hôm nay chúng ta có mặt tại đây để thảo luận về điều này. Có khá là nhiều ý kiến khác nhau về tuổi của Trái đất. Ý tôi là, nếu quý vị xem trong mấy quyển sách giáo khoa và chúng ta đã học trong buổi thứ nhất rằng Thuyết tiến Hóa dạy chúng ta rằng trái đất hình thành cách đây 4,6 tỷ năm. Có thật vậy không? Có thật trái đất hình thành cách đây 4,6 tỷ năm tuổi rồi ư? Ừ. Có lẽ trái đất chỉ có vài ngàn năm tuổi thôi, chứ không phải là hàng tỷ năm tuổi. Quý vị ác sẽ nói rằng, khoan đã, trái đất mà chúng ta đang sống chỉ mới vài ngàn năm tuổi thôi sao? Thật là vô lý. Chúng ta thảy đều biết rằng Trái Đất có tuổi lâu đời hơn rất nhiều, bởi vì mấy con khủng long đã sống hàng triệu năm trước, chúng tuyệt chủng 65 triệu năm trước rồi. Còn cá việc định tuổi bằng đồng vị phóng xạ thì sao? Phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ chứng minh rằng Trái Đất hàng triệu năm tuổi, đúng không? Làm sao mà chúng ta thấy được ánh sáng của các ngôi sao? Chúng cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng, làm sao chúng ta thấy được tất cả những thứ này? Sao anh lại có thể nói với chúng tôi rằng Trái Đất chỉ mới có vài ngàn năm tuổi? Hôm nay, chúng ta cùng xem trái đất chính xác bao nhiêu tuổi. Buổi hôm trước, chúng ta đã thảo luận về hai thế giới quan cơ bản là sáng tạo và tiến hóa. Thế giới quan sáng tạo và thế giới quan tiến hóa. Theo thế giới quan sáng tạo, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế giới vào khoảng 6.000 năm trước và đó là điều mà tôi sẽ bảo vệ luận cứ hôm nay. Người theo thuyết tiến hóa thì tin rằng trái đất đã hình thành vào 4,6 tỷ năm trước. Tôi không phải nhắc cho quý vị nhớ điều mà chúng ta đã thảo luận trong buổi hôm trước về việc mà thuyết tiến hóa chỉ là một thế giới quan tôn giáo. Người theo thuyết tiến hóa hoàn toàn không thích điều đó. Họ không thích chúng ta gọi thế giới quan của họ là thế giới quan tôn giáo. Nhưng thực tế là điều đó hoàn toàn đúng. Thuyết tiến hóa không gì khác hơn là một thế giới quan tôn giáo. Họ nghĩ, không, không phải vậy. Bởi vì thuyết tiến hóa được dựa trên những chứng cứ. Trong bài trước, chúng ta đã thấy thuyết tiến hóa vi mô dựa trên những chứng cứ phần còn lại của thuyết tiến hóa không dựa trên chứng cứ đơn giản đó chỉ là một điều gì đó được người ta tin thôi họ nói thuyết tiến hóa tất cả đều là một sự thay đổi một điều gì đó thay đổi và chúng ta gọi là thuyết tiến hóa nếu thuyết tiến hóa có nghĩa là như vậy thì chúng ta sẽ chẳng hề có bất cứ sự tranh cãi nào đúng không bởi vì mọi thứ luôn thay đổi phải vậy không nào vâng vậy nếu sự vật thay đổi và đó thật sự là thuyết tiến hóa mà chúng ta đang nói đến thì chúng ta sẽ không hề có bất cứ tranh cãi nào hết nhưng tôi không nghĩ rằng đó thật sự là điều mà chúng ta sẽ nói đến. Thực ra là họ sẽ nói về cách mà sự sống tiến hóa nên đến ngày hôm nay. Họ sẽ nói về vụ nổ Big Bang. Họ sẽ nói về sự hình thành quả địa cầu, trái đất nguội dần và mưa xuất hiện trên mặt đất trong vòng hàng triệu năm và tạo nên đại dương. Trong bài trước, chúng ta đã thấy theo thuyết tiến hóa. Quý vị còn nhớ là nó tạo nên thứ gì không? Món súp. Thật chính xác. Rất đúng. Rồi 3 triệu năm trước, điều gì xảy ra với món súp? sức trở nên sống động tìm ai đó để cưới và thứ gì đó để ăn thật quá khó nhưng bằng cách này cách khác thì thế giới quan của họ nhìn vào thế giới này và nói rằng chính xác đó là cách mà trái đất đã hình thành tôi không đồng ý tôi sẽ nhìn thế giới này bằng thế giới quan sáng tạo và tôi sẽ xem xét mọi vật rất là khác biệt so với những ai tin vào thuyết tiến hóa phần lớn người mỹ tin vào sự ghi chép của sách sáng thế ký trong kinh thánh phần lớn người mỹ tin rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này khoảng 10.000 năm trước. Rất ít người thật sự tin vào thế giới quan tiến hóa, mặc dù rằng chúng ta đã được dạy về điều này trong suốt hơn 40 năm qua sách giáo khoa. Nhưng vẫn còn đại bộ phận người Mỹ tin theo thế giới quan sáng tạo. Người đó sẽ nói rằng, Eric, rất nhiều nhà khoa học tin vào thuyết tiến hóa đấy. Vâng, đúng vậy, quý vị nói đúng. Đã đa số nhà khoa học tin vào thuyết tiến hóa, nhưng điều mà số đông này tin thì lại không nhất thiết phải là đúng. Đúng không? Đúng là có đau người, và đó là điều mà họ tin. Nhưng điều mà họ tin thì không nhất thiết là đúng. Vâng, chỉ là rõ ràng là phần đông các nhà khoa học tin vào thế giới quan tiến hóa, nhưng chỉ là vì phần lớn các nhà khoa học tin vào điều đó, thì điều đó trở nên đúng, phải không? Không. Quý vị biết rằng, khoa học thật sự có một sự sai lầm rất lớn trong một thời gian dài. Họ từng dạy chúng ta rằng, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Họ từng dạy chúng ta rằng, những cục đá lớn rơi nhanh hơn những cục đá nhỏ. Họ đã sai. Điều này đã được nghĩ đến hơn 2.000 năm nay. Và hoàn toàn sai. Họ từng dạy chúng ta rằng, nếu bạn bị bệnh, bởi vì máu của bạn xấu, bạn cần phải trích một ít máu ra và sẽ cảm thấy khỏe hơn. Họ nói sai. Chỉ vì phần lớn người ta tin vào điều đó, thì không nhất thiết điều đó phải là đúng. Nếu chúng ta đi lạng biển, và chúng ta tìm được một kho báu chứa đầy các đồng xu vàng, và tôi sẽ dùng câu hỏi đơn giản. Này, chiếc tàu đó chìm hồi nào vậy? Chiếc tàu chìm khi nào? Có thể nói cho tôi biết không? Quý vị có thể nhìn vào ngày được in trên đồng tiền này, đúng không? Bởi vì nếu quý vị tìm được một đồng tiền ở đó, xem nào, năm 1750, thì quý vị sẽ biết là nó chìm vào khoảng thời gian trước hay sau năm 1750. Không, không phải là vào trước năm 1750, bởi vì chúng ta có đồng tiền này ở trên tay, và chúng xuất hiện vào năm 1750. Vì vậy, chiếc tàu không thể chìm trước năm 1750. Ở đây chúng ta có một đồng tiền khác, có in là năm 1827. Bây giờ chúng ta có một đồng tiền trẻ hơn. Và điều đó tạo nên một niên đại giới hạn khi chiếc tàu chìm, đúng không? Chúng ta có một nhân tố giới hạn mới mẻ hơn mà tôi đã tìm được. Này, ở đây. Năm 1859. Bây giờ, chúng ta thậm chí đã giới hạn xa hơn, này, trong khi tôi cố gắng xác định năm nào mà chiếc tàu này chìm, thì tôi tìm đồng tiền cổ nhất hay mới nhất. Đồng tiền mới nhất, chính xác, chúng ta sẽ tìm ra ngay thôi. Đồng tiền mới nhất, chúng ta sẽ tìm đồng tiền mới nhất. Quý vị biết, đó phải là đồng tiền mới nhất. Đồng tiền mới nhất này trở thành nhân tố giới hạn của chúng ta. Chúng ta biết rằng, chiếc tàu chìm sau năm 1859, bởi vì các đồng tiền ở đây đều từ năm 1859. Chúng ta cùng áp dụng suy luận này vào tuổi của trái đất. Có hàng trăm cách xác định quả địa cầu này bao nhiêu tuổi. Một số cho rằng trái đất rất già. Một số thì cho rằng trái đất rất trẻ. Chúng ta không cần phải lo lắng gì về quan điểm cho là trái đất già cả. Điều mà chúng ta cần phải quan tâm chính là những chứng cứ cho chúng ta thấy rằng trái đất trẻ. Điều đó trở nên một nhân tố giới hạn về việc xác định tuổi thật sự của trái đất. Thật sự chính xác, trái đất bao nhiêu tuổi, tuổi của trái đất là bao nhiêu. Dù sao đi nữa, quả đất này quay quanh mặt trời bao lâu rồi? Cách hay nhất để tìm ra câu trả lời này là hỏi người đã dựng nên trái đất. Chúng ta cùng xem lời Chúa, bởi vì tôi tin rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúa nói rằng thế giới này thật sự bao nhiêu tuổi? Thật thú vị, quý vị thật sự sẽ bắt đầu điều này ngay trong Kinh Thánh. Chúa nói gì về tuổi của trái đất? Câu trả lời có ngay trong Kinh Thánh. Hãy kiểm tra, Tôi trích dẫn vài câu để quý vị biết tôi đang nói đến đâu. Sách Cô cho biết, bởi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài là đấng mà muôn vật được dựng nên dưới trời và dưới đất. Vì vậy, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã nhập thể. Dù là chứng nhân Jehovah nói về Ngài ra sao đi nữa, Chúa Giêsu đã phán ở trong Matthew đoạn 19 câu 4 rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ. Tiện thể thì đó chính là Adam và Eva, không phải là Adam Steve. Tôi phải nói điều đó ngày hôm nay trên nền văn hóa của chúng ta. Vậy ban đầu, chính là lúc Chúa dựng nên người nam và người nữ. Mát đoạn 10 câu 6 cũng cho chúng ta biết điều tương tự rằng, và ban đầu, Chúa dựng nên người nam và người nữ. Ngài nói rằng, đó là vào lúc ban đầu. Rồi chúng ta cũng học ở trong sách Roma rằng, sự chết đến trong thế gian bởi vì điều gì? Tội lỗi. Lý do chúng ta có cái sự chết trong thế giới của chúng ta là vì cớ tội lỗi con người. Rồi chúng ta cũng đọc trong sách tôi nhất rằng bởi một người mà sự chết vào trong thế gian chính là Adam và tất cả đều chết. Và Adam là người đầu tiên, được chứ? Vì vậy, ngay từ đầu, chẳng có sự chết cho đến khi tội lỗi xuất hiện. Hãy cùng lặp lại điều này. Ban đầu, chẳng có sự chết cho đến khi tội lỗi xuất hiện. Ai là người đầu tiên đã phạm tội? Ai là người đầu tiên? Adam Vì vậy không có sự chết trước khi xảy ra tội lỗi của Adam Adam là người đầu tiên đã phạm tội Eva là mẹ của cả loài người Cho nên nếu điều này là thật Thì chúng ta sẽ có thể tính ra ngày mà chúng ta có thể dựa vào Kinh Thánh Cộng chúng lại và sẽ thấy trái đất bao nhiêu tuổi Hãy kiểm tra xem Kinh Thánh chép Adam được 130 tuổi Khi ông sinh một con trai đặt tên là Seth Hãy ghi xuống 130 mươi. Sau đó, sẽ được 105 tuổi khi Enoch được sinh ra. Hãy cộng thêm 105. Enoch được 90 tuổi khi Kenan được sinh ra. Hãy cộng 90. Nếu quý vị thật sự tiếp tục đọc tiếp các câu kinh thánh khác, thì đó sẽ là những điều mà chúng ta có thể suy ra. Sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi quý vị tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu quý vị thật sự đọc các câu ở trong kinh thánh, thì sẽ thấy kinh thánh dạy chúng ta những lẽ thật kỳ diệu. Quý vị hãy cộng thêm các ngày mà chúng ta có trong Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng rằng trái đất chỉ mới 4.000 năm tuổi trước khi Đấng Christ sanh ra. Và bây giờ, chúng ta đang sống khoảng 2.000 năm sau khi Đấng Christ Giáng sinh. Và với tất cả những điều đó, thì tuổi sắp xỉ của trái đất chính xác là khoảng 6.000 năm, đúng không? Chúng ta không đặt một ngày cố định cho sự kiện sáng tạo. Một số người thì lại cố làm như vậy. Họ nói, tôi đã được dựng nê vào ngày 23 tháng 10 lúc 2 giờ trưa vào năm 4004 trước công nguyên. Quý vị không thể rút ra được thông số đó từ trong Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Ada được dựng nên vào buổi chiều bởi vì điều đó xảy ra trước khi Eva được dựng nên. Nhưng chỉ là gần với Kinh Thánh thôi. Vậy thì, Kinh Thánh rõ ràng là dạy chúng ta rằng trái đất chỉ mới vài ngàn năm tuổi. Nhưng trong các sách giáo khoa ngày nay, bọn trẻ được học rằng trái đất có tuổi hàng tỷ năm rồi. Cái nào đúng? Chúa Giêsu đã nói rằng ban đầu ngài dựng nên muôn vật, ngài dựng nên người nam và người nữ. Vậy Chúa nói dối sao? Tôi hiểu, có lẽ là ngài hơi không hiểu khoa học hiện đại mà thôi. Có thể đó không phải là vấn đề của ngài, hoặc có thể là ngài đã đúng. Có thể trái đất chỉ mới vài ngàn năm tuổi thôi, không phải là hàng triệu hay hàng tỷ năm tuổi. Kinh Thánh nói rằng ban đầu chính là lúc mà Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Trong Kinh Thánh, sách Hebrew chép rằng Chính Chúa đã đặt nên nền móng của trái đất và ban đầu. Ngài đã dựng nên theo cách như vậy vào buổi ban đầu. Thế thì, khi nào là lúc ban đầu? Tôi thích xem Kinh Thánh. Đó là tất cả những gì tôi cần. Nhưng một vài người lại cần khoa học để luận chứng rằng buổi ban đầu không phải là hàng tỷ năm trước, dù là sách giáo khoa dạy như vậy. Sách giáo khoa nói là 4,6 tỷ năm trước. Đó là điều mà chúng cho chúng ta biết. 4,6 tỷ năm trước chính là lúc trái đất hình thành. Bây giờ, tôi cũng phải nói điều này. Có rất là nhiều cơ đông nhân là những người có ảnh hưởng lớn nhưng lại tin rằng trái đất đã hàng tỷ năm tuổi. Ở đây, tôi không đặt nghi vấn về động cơ của họ nhưng đơn giản là họ sai. Trái đất, đất không có tuổi hàng tỷ năm đâu và không thể là hàng tỷ năm được bởi vì chúng ta đã thấy rất nhiều chứng cứ khoa học rồi. Sự dạy dỗ cho rằng trái đất hàng tỷ năm tuổi rõ ràng là đặt sự chết lên trước tội lỗi. Câu hỏi đơn giản là con người đem sự chết vào trong thế gian hay là sự chết đem con người vào trong thế gian? Cái nào đây? Kinh Thánh chép rằng sự chết ngự trị từ thời Adam cho đến thời Môi-se. Sự chết bắt đầu với Adam, bởi vì một người mà có sự chết Kinh Thánh nói rất rõ về điều đó Về ai quan tâm đến tuổi của trái đất Tại sao chúng ta thậm chí phải thảo luận về điều đó Tại sao đây là một đề tài quan trọng Tôi sẽ nói ở đây Thứ nhất Tính đáng tin cậy của sách Sánh Thế Ký Đang bị đe dọa Và Sánh Thế Ký là quyển sách nền tảng Cho phần còn lại của Kinh Thánh một người có kiến thức hiểu biết trung bình có thể đọc sách Sách thế ký và hiểu được nó không? Quý vị đọc sách thế ký đoạn 1, 2, 3, 4 cho đến đoạn 11. Và quý vị nói với tôi là phải chăng Chúa dựng nên trái đất hàng triệu năm trước hay là hàng ngàn năm trước? Quý vị sẽ đọc điều đó. Quý vị sẽ rút ra được kết luận là Ngài đã dựng nên trái đất hàng ngàn năm trước. Và tính đáng tin cậy của Chúa Giêsu cũng đang bị đe dọa. Bởi vì Ngài đã đề cập đến Sanh Ký 25 lần ở trong Tân ước. Rõ ràng là Ngài đề cập đến Adam và Eva như là những con người lịch sử mà Ngài đã dựng nên vào lúc ban đầu. Rõ ràng đó là điều mà Chúa Giêsu xu Chris dạy chúng ta. Ngoài ra, hầu như là mỗi sách trong Kinh Thánh đều đề cập đến sách Sáng Thế Ký. Điều đó tạo nên một chủ đề quan trọng, đáng tin cậy, bởi vì Sáng Thế Ký trở thành một vấn đề nền tảng của chúng ta. Quý vị có tin những điều mà nhà tiến hóa quan tâm đến không? Thật ra họ đẫm mồ hôi vì chuyện này Họ tính rằng trái đất hàng triệu năm tuổi Ý tôi là họ đang gặp một rắc rối to lớn đấy Nếu họ có thể tính ra hàng triệu năm tuổi của trái đất Là bởi vì họ giống như những gì chúng ta đã phân tích vào bữa học trước Nếu quý vị hôn một con ếch Thì nó sẽ trở thành hoàng tử Không Bằng cách này cách khác Họ tin rằng nếu quý vị cho điều đó Nhiều thời gian Thì quý vị có thể biến con ếch của quý vị thành hoàng tử Vậy nếu quý vị lấy thời gian ra khỏi tay nhà tiến hóa thì cái thuyết của họ coi như xong, hoàn toàn xong. Kinh Thánh thậm chí nói rằng, Chúa Giêsu cũng nói rằng, nếu các ngươi tin môi xe, các ngươi sẽ tin ta, vì những gì mà môi xe đã viết là về ta. Nhưng nếu các ngươi không tin những gì mà môi xe đã viết, thì làm thế nào mà các ngươi tin ta được? Một chủ đề rất quan trọng. sẽ nơi ký rất là quan trọng. Và rõ ràng là Kinh Thánh đã đặt cho tuổi của trái đất là khoảng 6.000 năm trước, chứ không phải là hàng triệu năm trước. Có vô số phương pháp khoa học để chỉ ra số tuổi của trái đất. Tôi sẽ đề cập thêm khi tôi có thể nói với quý vị. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem qua những vấn đề đề cập đến tuổi của trái đất. Vấn đề đầu tiên, dân số thế giới và tôi tin rằng đó là điều nổi bật. Vào năm 1999, dân số vượt mốc 6 tỷ người. Năm 2006, thế giới có hơn 6,5 tỷ người sống ở trên hành tinh này. Thật là rất nhiều người. Nhưng nếu theo dõi dân số trở về thời kỳ trước, thì quý vị sẽ thấy một số thông tin thú vị. Trở lại năm 1985, chỉ có 5 tỷ người trên trái đất. Trở lại năm 1800, chỉ có 1 tỷ người sống trên hành tinh này. Thú vị không? Dân số thế giới thật sự đi theo một vòng cung ở trên đồ thị. Rất là thú vị đấy. Và biểu đồ này cho thấy toàn bộ dân số thế giới đã bắt đầu vào khoảng 4.400 năm trước. Chứ không phải là hàng triệu năm trước. Chúng ta không có đủ người ở trên đất để tượng trưng cho hàng triệu năm mà có người xuất hiện. Quý vị nghe người ta nói rằng trái đất đã bị chật ních. Tôi không tin là trái đất chật ních như vậy. Có rất là nhiều chỗ trống trên quả địa cầu này. Nhiều và rất nhiều chỗ. Nhiều chỗ đến nỗi quý vị biết rằng Muốn một người trên đất có thể ở vừa vàng bên trong giới hạn của thành phố Jacksonville, bang Florida. Tất cả chúng ta đều ở vừa vàng bên trong giới hạn của thành phố Jacksonville, Florida. Ngay đây, thành phố này có trên 25 tỷ feet vuông. Tại đây thì nó quá đông. Quý vị đã từng lái xe ngang qua bang Kansas hay New Mexico, Arizona, Texas, Sao Dakota? Wyoming? Tôi cần phải kể tiếp không? Tôi có một ý tưởng. Nếu nơi mà quý vị đang sống trở nên chật ních, thì hãy chuyển chỗ. Được chứ? Có rất nhiều chỗ ở một nơi nào đó. Tôi đảm bảo luôn. Dân số thế giới bây giờ rất là đặc biệt. Bởi vì vào thời của Đấng Chris, chỉ có một phần tư của một tỷ người sống mà thôi. Điều đó có nghĩa là dân số thế giới và chúng ta rằng Nhân loại đã tồn tại trên thế giới vào khoảng 4.000 đến 4.500 năm mà thôi. Chứ không phải là hàng triệu năm hay hàng tỷ năm. Trái đất không thể già như vậy. Nếu thuyết tiến hóa là đúng, hay nếu con người đã tồn tại trong vòng 3 triệu năm qua, như thuyết tiến hóa đã tuyên bố, thì có bao nhiêu người phải có mặt trên trái đất trong 3 triệu năm qua? Quý vị làm một bài toán về điều đó. Bài toán sẽ tính ra là ngay bây giờ 150.000 người trên một inch vuông sống trên hành tinh này sẽ rất là đông. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã tồn tại trong 3 triệu năm từ để mất khoa toàn thư Britannica đã thực hiện một nghiên cứu thú vị. Họ nói nếu quay ngược thời gian kể từ thời điểm dân số hiện nay thì tỷ lệ gia tăng dân số của chúng ta hiện nay sẽ là 1,7%. Họ nói, chúng ta hãy giảm tỷ lệ đó xuống và quay ngược thời gian, thì tỷ lệ tăng dân số là 0,5% hàng năm. Nếu quý vị quay ngược thời gian với tỷ lệ tăng dân số là 0,5% hàng năm, thì kết quả sẽ là một ít người vào 4.500 năm trước. Mặt khác, họ nói rằng, nếu chúng ta phải quay ngược thời gian vào một triệu năm trước, và một triệu năm trước là khi mà con vượn đầu tiên đứng thẳng và tự cho mình là con người. À hả, con người đầu tiên khiến cho ai đó đứng thẳng và gọi vợ nó và nói rằng, Được rồi, em sẽ là con người, anh sẽ là con người, chúng ta sẽ là con người. Vì vậy, chúng ta làm như vậy hàng triệu năm trước và quý vị sẽ có một tỷ lệ gia tăng dân số là trăm, Một con số vô cùng tầm thường, nhỏ ơi là nhỏ. Điều đó có nghĩa là với tỷ lệ đó, sẽ là một sự nhân đôi mỗi người trong 7.000 năm. Vậy, nếu quý vị bắt đầu bằng 1 triệu năm trước, với 2 người, thì 7.000 năm sau, quý vị có 4 người. 7.000 năm sau nữa, quý vị có 8 người. 7.000 năm sau nữa, quý vị có 16 người. Nếu quý vị thực hiện phép tính này cho 1 triệu năm, thì quý vị sẽ phải là 142 phép nhân đôi đáng kinh ngạc. Và trên trái đất hiện tại ác hẳn phải là 10 với 43 lần nhân lên. Đó là con số 10 với 43 con số 0 đi theo sau nó. Đó chính xác là cách tính ra số người sẽ tồn tại trên trái đất trong một triệu năm trong cùng tỷ lệ tăng chậm đáng kinh ngạc đó. Không, chúng ta không có mặt trên đất này trong vòng vài triệu năm đó đâu. Bằng chứng đã rõ ràng, chỉ trong vài ngàn năm thôi. Vì vậy, dân số thế giới là một cách hay để chỉ ra rằng chúng ta đã thật sự tồn tại được bao lâu còn không gian thì sao là nơi mà một vài người trong số quý vị đang sống bây giờ không gian là một cách hay để chỉ ra tuổi của trái đất thiên hà thiên hà đang xoay quanh các ngôi sao bên trong những ngôi sao bên trong thiên hà xoay nhanh hơn các ngôi sao bên ngoài chúng ta thấy những cánh tay trên thiên hà chúng ta thấy những vòng xoắn ốc của các thiên hà điều này cho chúng ta biết rằng chúng có số tuổi ít hơn hàng tỷ năm nhưng nhà tiến hóa là nói rằng một trong những thiên hà này đã hình thành từ 20 tỷ năm trước. Ai đó sẽ cho rằng đó là 14 tỷ năm. Được thôi. Cái nào cũng được. Bởi vì các ngôi sao bên trong quay nhanh hơn những ngôi sao bên ngoài thì thiên hà lẽ ra đã xoay hết rồi. Chúng lẽ ra sẽ không có những vòng xoắn ốc như chúng ta có ngày hôm nay. Chúng lẽ ra sẽ là một khối sao đồng dạng phẳng lặng. Nhưng đó không phải là thứ mà chúng ta thấy ngày nay. Chúng ta vẫn thấy những vòng xoắn ốc trên các thiên hà, nghĩa là chúng ít hơn hàng tỷ năm tuổi. Còn những siêu tân tinh thì sao? Siêu tân tinh là những ngôi sao bùng nổ, chúng tiêu tan trong thái dương hệ của chúng ta, chính xác là vũ trụ của chúng ta. Cứ mỗi 30 năm thì chúng ta thấy một siêu tân tinh. Đó là cách mà các ngôi sao thường tiêu tan. Và chúng ta chú ý rằng mình đã thấy nó. Nếu chúng ta đã tồn tại hàng tỷ năm, thì ác hẳn phải có rất nhiều siêu tân tinh ngoài vũ trụ nhưng người ta tìm được dưới 300 siêu tân tinh mà thôi. Như vậy, cho thấy rằng chúng không tồn tại hàng tỷ năm. Chúng chỉ mới tồn tại hàng ngàn năm thôi. Siêu tân tinh là những ví dụ hay. Sao mộc, một trong những hành tinh của chúng ta, sao mộc đang nguội dần. Nó nhận nhiệt từ mặt trời. Nhưng nó mất nhiệt nhanh gấp hai lần. Vì vậy mà, sau này đang mất nhiệt rất nhanh quý vị không thể nào liên tục mất nhiệt đến cuối cùng thì quý vị sẽ bị cảm lạnh nhưng sao mọc vẫn còn nóng làm sao mà ngôi sao này có thể mất nhiệt trong hàng tỷ năm mà vẫn còn nóng không thể giống như kinh thánh đã chỉ ra thì tuổi của sao mọc mới có vài ngàn năm thôi bây giờ thì đây là một sự giải thích điều đó sẽ giải thích vì sao sao mọc vẫn còn nóng còn về mặt trăng Ganymede của sao mộc mặt trăng này rất rất nóng biểu hiện của sự chuyển động chất lỏng bên trong lõi của nó có lớp từ trường rất mạnh Ganymede lẽ ra đã ngồi và trở nên cứng từ hàng tỷ năm trước nhưng không phải vậy điều này cho thấy rằng tuổi của mặt trăng ít hơn hàng tỷ năm những vành đai bao quanh sao thổ đang mở rộng liên tục sao thổ đang mất đi những cái đĩa chung quanh nó các vành đai này không ổn định khi quý vị nghiên cứu những vòng dĩa bao quanh sao thổ quý vị sẽ thấy được sự hình thành. Và có thể nói, mấy cái vành đai ở đó không thể tồn tại hàng tỷ năm được. Không thể nào như vậy. Nếu hàng tỷ năm, sao thổ sẽ không còn những vành đai chung quanh nó nữa. Các vành đai sẽ biến mất. Nhưng thực tế, thì sao thổ vẫn còn những vành đai đó. Đối với tôi, điều này phù hợp với lời Chúa. Vào 6.000 năm trước, Ngài đã dựng nên trời và đất. Còn mặt trăng thì sao? Mặt trăng xoay quanh trái đất. Có bao nhiêu người trong số quý vị biết điều này? Quý vị nói rằng quý vị hiểu. Được rồi, nhân tiện có ai biết tên chính thức của nó không mặt trăng chính xác chúng ta gọi nó là mặt trăng mặt trăng giống như là tôi không biết tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả mặt trăng xoay quanh trái đất bây giờ thì mặt trăng chính là thứ tạo nên thủy triều mà chúng ta thấy thủy triều hình thành là do mặt trăng một lực hút trọng lực trên trái đất chẳng là gì cả vì vậy ngày nay chúng ta có thủy triều nhưng mặt trăng đang tách ra xa khỏi trái đất càng hơn thưa quý vị chúng ta đang mất mặt trăng và đừng lo về điều đó mặt trăng chỉ tiến xa khỏi trái đất vài inch mỗi năm không là gì cả nhưng quý vị muốn tin rằng mặt trăng và trái đất hàng tỷ năm tuổi ư bây giờ chúng ta có một vấn đề bởi vì nếu chúng ta quen ngược thời gian chúng ta xem nào mặt trăng đang ở đây nó đang tiến ra xa từ từ điều đó có nghĩa là mặt trăng đã từng ở gần trái đất hơn đấy nếu quý vị quay ngược thời gian trở về quá khứ, thì sẽ thấy rằng mặt trăng không hề tồn tại hàng tỷ năm đâu, mà là ít hơn một tỷ năm. Mặt trăng sẽ gây nên thủy triều trên trái đất và nhấn chìm mọi thứ hai lần một ngày. Điều đó cho thấy rằng mặt trăng gần tới mức nào. Thông thường, chúng ta chỉ có thể chìm một lần một ngày mà thôi. Một vấn đề trầm trọng đối với sự sống trên trái đất. Quay ngược về 1,3 tỷ năm trước, và bây giờ chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì mặt trăng đang lướt qua bề mặt của trái đất. Chỉ là bề mặt của trái đất thôi, khoảng 1,3 tỷ năm trước. Điều đó giải thích cho điều đã xảy ra đối với những con khủng long to lớn. Chúng bị mặt trăng đè chết. Chúng có vấn đề nghiêm trọng với mặt trăng khi mặt trăng ở gần, một tỷ năm trước còn những ngôi sao chổi thì sao chúng ta có sao chổi trong thái dương hệ của chúng ta sao chổi để lại một vệt dài phía sau nó có ai từng thấy sao chổi chưa rất là tuyệt khi nhìn thấy một sao chổi bay qua và quanh mặt trời cái đuôi của sao chổi rất là sáng và nó là tổng hợp những vật chất của sao chổi bị cháy sáng khi vào bầu khí quyển quý vị không thể nào liên tục mất đi vật chất vì đến cuối cùng tất cả đều biến mất chúng ta hãy bắt đầu những sao chổi trong hệ mặt trời của chúng ta khi họ nghiên cứu họ nói rằng khi các sao chổi bay thì chúng đang mất đi vật chất. Sao chổi tồn tại khoảng chừng 10.000 năm. Vì vậy, tôi có một câu hỏi. Quý vị nghĩ rằng cái đất hàng tỷ năm tuổi, tại sao ngày nay chúng ta vẫn có sao chổi? Lẽ ra chúng ta không còn có sao chổi nào hết. Nếu thuyết Tiến hóa là đúng thì bây giờ chẳng còn có sao chổi nào cả. Chúng ta không còn có sao chổi nào hết. Đối với tôi, điều này phù hợp với lời Chúa. Vào 6.000 năm trước Ngài đã dựng nên trời và đất. Vua David trong thi thiên đã nói rằng các tầng trời sẽ rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chúng làm chính xác, chúng rao truyền về sự vinh hiển của Ngài. Quý vị biết đó, thuyết Tiên Hóa nói rằng các ngôi sao phát triển trước khi có trái đất. Chúa nói rằng Ngài dựng nên trái đất trước khi Ngài dựng nên mặt trời và các ngôi sao. Họ lại suy diễn ngược lại thật sự khi quý vị bắt đầu nghiên cứu thì sẽ thấy từng chi tiết nhỏ mà thuyết tiến hóa nói đều đối lập trực tiếp với lời chúa kinh thánh nói rằng ngài đã dựng nên đại dương trước khi có đất tiến hóa thì nói ngược lại kinh thánh nói rằng đã có ánh sáng trước khi có mặt trời tiến hóa thì nói ngược lại kinh thánh nói rằng cây và hoa quả có trước khi có cá tiến hóa thì nói ngược lại tiến hóa chỉ là nói về từng yếu tố đối lập một cách hoàn toàn với những gì mà chúa đã nói Cả hai đều không giống nhau. Tiến hóa và tạo hóa không đi chung với nhau. Chúng giống như dầu và nước, hai thứ này không thể hòa với nhau được. Quý vị biết đó, tạo hóa nói rằng con người mang sự chết vào trong thế gian. Tiến hóa nói rằng sự chết thật sự mang con người vào trong thế gian. Tạo hóa nói rằng Chúa dựng nên loài người. Tiến hóa nói rằng các nhà vô thần nói với chúng ta rằng con người là một thực thể thật sự tạo nên Đức Chúa Trời tiến hóa đối nghịch với tạo hóa quý vị thấy chúng đối lập nhau quý vị không thể trộn lẫn hai thứ với nhau kinh thánh nói hãy nói với trái đất thì nó sẽ dạy ngươi còn những thứ khác trên đất trái đất nói gì về tuổi của nó chúng ta có thể xem bằng chứng nào cái nào là bằng chứng mới nhất về tuổi của trái đất có thể trở thành một nhân tố giới hạn về tuổi của nó quý vị có một ví dụ trái đất có từ trường xung quanh nó bây giờ thì lớp từ trường đang yếu dần bởi vì nam châm từ trường đang mất dần từ tính của nó qua thời gian quý vị có bao giờ quăng một miếng hút nam châm dính vào cái tủ lạnh không sau một thời gian thì điều gì xảy ra nó bắt đầu rơi ra vâng bằng cách làm quý vị nắm một gram giấy quăng vào tủ lạnh và chúng dính vào đó và một vài năm sau thì chúng rơi ra Nam châm cũng mất từ tính, giống như từ trường của trái đất vậy. Chúng đang yếu dần. Trong vòng 50 năm trước trở lại đây, từ trường giảm 10%. Gần như là 40% trong vài ngàn năm trước. Từ trường đang yếu hơn khi trước. Nếu từ trường trở nên yếu hơn, thì có nghĩa là nó đã từng mạnh hơn nhiều. Chính xác. Đúng rồi, từ trường đã từng mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại quý vị có thể theo kịp trước khi chúng ta bắt đầu ra vấn đề không trước tiên tôi muốn quý vị nhận ra một vài điều trái đất không thể cứ hàng tỷ năm tuổi được nếu quý vị quay ngược thời gian về quá khứ xa xưa thì quý vị sẽ thấy một số vấn đề nghiêm trọng với trái đất bởi vì lớp từ trường của nó nhưng điều này cho chúng ta thấy rằng phương pháp carbon phóng xạ không hiệu quả bởi vì từ trường đang trở nên yếu hơn có lẽ là trong vòng không quá 25.000 năm nữa. Tôi biết quý vị đã nghe nói rằng phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ chứng minh rằng tuổi trái đất có hàng tỷ năm tuổi. Không phải vậy đâu. Bây giờ, tôi không có thời gian để nói tiếp về các yếu tố trong phương pháp carbon. Nhưng hãy để tôi nói cho quý vị biết rằng phương pháp carbon không hiệu quả. Họ định vị carbon một con voi ma mút Phần này của con voi là 15.000 năm tuổi. Một phần khác của cùng con voi ma mút là 21.000 năm tuổi. Họ định vị carbon một con ma mút khác. Nửa phần trước là 29.000 năm tuổi, nửa phần sau là 44.000 năm tuổi. Quá trình sinh bị chậm mà. Điều này thật khó đối với vài ngàn năm như vậy. Không, phương pháp carbon không hiệu quả. Và bởi vì có những sự khác nhau trong từ trường trái đất nên đây là một trong số những yếu tố cho chúng ta thấy rằng phương pháp carbon không hiệu quả một số người nói rằng chắc trái đất đã đảo ngược từ trường không phải họ cố dạy chúng ta bằng sách giáo khoa như vậy từ trường của trái đất không bị đảo ngược cái mà họ tìm thấy ở dưới đại dương là họ tìm thấy những khu vực hiện tượng từ mạnh và hiện tượng từ yếu họ chưa từng tìm ra nơi mà họ cho rằng là trái đất đã đảo ngược hiện tượng từ họ nói rằng hãy đi qua những vòng tròn này chúng ta sẽ đảo ngược nó không, không. Họ tìm thấy hiện tượng từ mạnh và yếu, và đó chỉ là vì một nửa muối đã mất đi hiện tượng từ. Đó là điều mà họ thật sự nói rằng, có một hiện tượng từ mạnh và hiện tượng từ yếu. Còn điều này thì sao? Ngày nay, trái đất, đất đang xoay khoảng một ngàn dặm một giờ tại xích đạo. Nhưng chúng ta có một vấn đề. Trái đất, đất đang quay chậm dần. Chậm dần. Thật sự có một vấn đề. Thật sự, người ta đã cộng thêm các dây vào đồng hồ một vài lần. Họ à, cộng thêm một giây để cho đồng hồ chạy thật chính xác. Thời gian đang xoay chậm dần, nhưng không nhiều. Và nếu quý vị đang quay ngược thời gian vào 6.000 năm trước, Adam và Eva có thể có chưa đến 24 giờ mỗi ngày. Không là vấn đề gì hết. Nhưng nếu quý vị muốn tin rằng trái đất đã tồn tại hàng tỷ năm, thì chúng ta có vấn đề. Bởi vì các cơn gió trên trái đất được tạo ra bởi lực quán tính Coriolis bởi vì trái đất quay tròn. Khi quý vị đi ngược thời gian về trước thì sẽ thấy rằng trái đất sẽ quay nhanh hơn. Nếu quý vị quay ngược lại hàng triệu năm trước thì trái đất ắt hẳn sẽ xoay rất nhanh, đến nỗi mà các cơn gió của lực quán tính sẽ đạt đến vận tốc 500 dặm một giờ. Điều đó giải thích cho những gì xảy ra với mấy con khủng long. Tôi đã bị thổi bay mất, cái tay cầm thậm chí không có tác dụng giữ tôi lại được. Còn sa mạc Sahara ở châu Phi thì sao? Sa mạc Sahara đã phát triển rộng ra. Sa mạc này đã mở rộng ra được bao lâu rồi? Có một cơn gió phổ biến khiến cho sa mạc này mở rộng ra khoảng 4 dặm một ngày. Quý vị quay ngược thời gian sẽ thấy được sự khác biệt của sa mạc này giữa hiện trạng này và ngày xưa. Sa mạc Sahara đã bắt đầu mở rộng khoảng 4.000 năm trước. Điều đó không hoàn toàn phù hợp với thế giới quan sáng tạo sao? Hoàn toàn phù hợp. Bởi vì thế giới quan sáng tạo nói rằng 6.000 năm trước Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, 4.400 năm trước một cơn đại hồng thủy đã hủy diệt cả thế giới. Thật khó để có được một sa mạc nằm bên dưới cơn lũ. Đúng không? Quý vị không gọi đó là sa mạc. Sa mạc phải bắt đầu hình thành sau cơn lũ. Quý vị hiểu chứ? Vậy thì sa mạc ác hạng phải ít hơn 4.400 năm tuổi. Và chứng cứ đó thật hoàn hảo với lời của Chúa phán với chúng ta. Chúng ta có dầu hỏa trong lòng đất, nằm phía dưới một sức nén kinh khủng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tại Iraq về dầu hỏa. Dầu hỏa nằm dưới 20.000 cân vuông. 20.000 cân vuông bên dưới sức nén của những tảng đá phía trên. Và họ phát hiện ra rằng đá chỉ có thể giữ một khối lượng nén trong đó khoảng 10.000 năm. Sau 10.000 năm thì đá sẽ vỡ ra, giải phóng toàn bộ sức nén. Quý vị thắc mắc vì sao ngày nay chúng ta vẫn còn dầu hỏa đúng không? Nếu trái đất có tuổi hàng tỷ năm, nếu dầu hỏa được hình thành từ hàng triệu năm trước, giống như Thúy Tiên Hóa đã nói, thì tại sao chúng ta vẫn còn sức nén dầu hỏa trên thế giới này? Tôi tin rằng đó là bởi vì các loài thực vật và động vật đã bị chôn vùi trong cơn đại hồng thủy và 4.400 năm trước, và rõ ràng chúng bị vùi thành dầu hỏa. Và chúng ta vẫn có sức nén dầu hỏa ngày nay bởi vì lời Chúa đúng chỉ khoảng 4.400 năm tuổi sau khi xảy ra cơn đại hồng thủy. Quý vị biết không, họ nói rằng sự hóa thạch diễn ra trong hàng triệu năm. Không phải vậy. Hóa thạch có thể diễn ra nhanh chóng. Đây là một khúc gỗ mà quý vị có thể thấy mặt cắt của nó. Bị hóa thạch, nó đã trở thành đá. Còn con ngư lông, khi đang sanh ra đa, con ngư lông con thì bị hóa thạch thì sao? Còn cái này thì sao? Vụ uống cao bồi và chân cao bồi vẫn còn trong đó đã bị hóa thạch thành đá cứng. Còn cái lọ nước dòng hóa thạch này thì sao? Hóa thạch không cần phải mất hàng triệu năm hay hàng tỷ năm mới diễn ra đâu. Chúng thật sự có thể diễn ra rất nhanh, chứ không lâu. Thế mà, nhiều người vẫn cho rằng hóa thạch diễn ra lâu lắm. Không phải vậy. Chúng ta thậm chí còn có một con gấu tét đi bông bị hóa thạch nữa là Bá thật không diễn ra trong hàng triệu năm Nó thật sự có thể diễn ra rất nhanh Những giải sang hô Giải sang hô lớn nhất thế giới Nằm ở ngoài biển nước Úc Việc lặn biển để khám phá giải sang hô Giải đại sang hô đó Vào khoảng 10-15 năm trước Thật hoàn toàn thú vị Thật sự là rất đẹp Một khu vực tuyệt vời Sang hô đang phát triển Vậy thì, giải sang hô đang phát triển bao lâu rồi? Giải đại sang hô đó, nếu quý vị tính toán tỷ lệ tăng trưởng và chi kích cỡ của nó, thì quý vị sẽ có thể biết là nó đã phát triển được bao lâu. Đoán xem, giải đại sang hô đã phát triển được khoảng 4.200 năm. Thú vị lắm. Nếu giải sang hô này được 4,6 tỷ năm tuổi, thì tại sao sang hô đã không tiếp tục phát triển như vậy khắp cả nước Úc? Tôi nghĩ đây chính là chứng cứ hoàn toàn phù hợp với thế giới quan sáng tạo. Thế giới quan sáng tạo nói rằng 6.000 năm trước Đức Chúa Trời đã dừng nên trời và đất. 4.400 năm trước một cơn đại hồng thủy đã hủy diệt cả thế giới và chúng ta có mặt trong ngày hôm nay với giải đại san hô chỉ mới khoảng 4.200 năm tuổi thôi. Thác Niagara đang bị bà mòn dần. Thác này đang tiếp tục bào mòn ngay tại mép đá của nó. Khi quý vị nghiên cứu thác Niagara, quý vị sẽ thấy rằng ngọn thác này chỉ bào mòn khoảng 7,5 dặm co, và họ nói rằng thác Niagara có tuổi khoảng 9.900 năm tuổi. Thậm chí là một cơn lũ đã làm xáo trộn phân nửa ngọn thác. Và bây giờ thì dòng sông này đang bào mòn kể từ đó. Xin lỗi, tôi sẽ nói rằng là thác Niagara có thể chỉ mới khoảng 4.400 năm tuổi thôi, chứ không phải là hàng triệu năm tuổi hay hàng tỷ năm tuổi. Không thể là như vậy được. Thưa quý vị, bằng chứng trái đất còn trẻ là rõ ràng. Vì chúng ta kiếm mấy đồng tiền mới, chúng ta không kiếm mấy đồng tiền cũ, chúng ta tìm chứng cứ mới, chứ không phải là những chứng cứ cũ rích. Còn đây thì sao? Đại dương ngày nay có lượng muối là 3,6% chuyển từ trạng thái nước trong thành nước có lượng muối 3,6% trong khoảng 5.000 năm. Lượng muối trong các đại dương có thể phù hợp ra sao với thế giới quan sáng tạo mà không phải là thế giới quan tiến hóa. Thế giới được hàng tỷ năm thì đại dương ác hẳn phải giống như biển chết ngày nay. Không thể là như vậy được, thưa quý vị. Nếu như vậy sẽ rất là tồi tệ vì trở nên một lượng khoáng trong lòng đại dương. Còn các hang động thì sao? Quý vị có bao giờ khám phá một hang động nào đó chưa? Hãy vào trong một cái hang động sẽ thấy các thạch nhũ và manh đá rất thú vị. Tôi thích vào trong hang để khám phá mấy thứ đó. Vấn đề là, nhiều người dạy rằng mấy cái hang động mất hàng tỷ năm để được như vậy. Họ nói rằng, cứ chừng một ngàn năm thì mới tạo nên khoảng vài inch thạch nhũ. Thật chứ? Một ngàn năm chỉ là khoảng thời gian để cho vài inch thạch nhũ hình thành. Đây là một số thạch nhũ dài vài inch nằm ngay dưới đài tưởng niệm Lincoln. Và xin lỗi, đài tưởng niệm Lincoln được xây vào năm 1922, đúng không? Họ đã biết là Lincoln sẽ xuất hiện ở đó. Tôi không biết điều gì đang diễn ra nữa. Không, thạch nhũ và manh đá không mất đến hàng triệu năm hình thành như vậy đâu. Chúng thật sự hình thành rất nhanh. Họ đã đóng cửa một hang động, không phải một cái mỏ khoáng sản là nơi mà họ đào ra để khai thác than đá. Họ đóng cửa cái mỏ than đó và trở lại vào 55 năm sau và họ phát hiện ra một hang thạch nhũ và manh đá. Một khu vực rộng lớn chỉ trong vòng 55 năm thôi. Các tảng đá ở bang Wyoming Tôi đã đến một trường ở Wyoming, tại trường Kinh Thánh Jackson Hole, và các khối đá này hình thành chừng 100 năm trước. Bây giờ thì nó to lắm, hoàn toàn đồ sộ. Theo tỷ lệ bào mòn hiện nay, thì các lục địa lẽ ra đã bằng phẳng vào 14 triệu năm trước. Và trong 14 triệu năm, quý vị không có một lục địa nào hết bởi vì có sự bào mòn. Tôi thấy có một vấn đề ở đây. Chúng ta có những khối đá có tuổi cao hơn gấp 300 lần vẫn nằm trên mực nước biển. Trong thật rõ ràng, thế giới vẫn còn trẻ chứ không phải cổ đại. Làm sao mà những dạng viết chữ đầu tiên xuất hiện khoảng 5.000 năm trước chứ không phải là hàng triệu năm trước? Làm thế nào mà thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất mà có thể được tái dựng lại trở thành một thứ ngôn ngữ nghệ thuật tinh vi hiện đại mà lại được gọi là sự tiến hóa ngôn ngữ chứ? Chúng ta không có thứ đó ngày hôm nay. Năm 2000 của chúng ta gần với năm 4700 trên lịch Trung Quốc. Thật thú vị. Tôi tin rằng có những ghi chép trong lịch sử cho chúng ta thấy 6.000 năm trước là khoảng thời gian hoàn toàn phù hợp với thế giới quan sáng tạo. Trái đất không phải là hàng triệu hay là hàng tỷ năm. Vâng thưa quý vị, đó không phải là chứng cứ. Chứng cứ rõ ràng là trái đất trẻ. Quý vị sẽ hỏi rằng, mấy con khủng long thì sao? Tôi không biết là chúng đã chết vào 75 triệu năm trước. Đó là một câu hỏi hay. Mấy con khủng long thì sao? Chúng ta sẽ nói về điều đó trong buổi khác. Nhưng bây giờ, chúng ta cùng kết luận điều này. Chứng cứ chứng minh tuổi trái đất trẻ hơn đã đánh bại bất cứ chứng cứ nào khác nói rằng trái đất tồn tại hàng triệu, hàng tỷ năm tuổi. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi nói chuyện hôm nay. Chúc quý vị một ngày tốt lành.